giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng VPT Play. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta đang theo dõi hình ảnh trên sân vận động Bà Rịa. Đây là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và Long An, trận đấu trong khuôn khổ vòng 11 của giải bóng đá hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023. Ngay lúc này chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu. Ở hàng thủ gồm thủ thành mang áo số 26 Nguyễn Anh Tuấn, các cầu thủ số 2 Nguyễn Thế Dũng, số 27 Huỳnh Văn Lì, số 24 Trần Kỳ Anh, số 20 Nguyễn Quang Huy. Ở hàng tiền vệ, hai trong số 3 tân binh được mượn từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Thanh Khôi và Lê Vương Minh Nhật đều ra sân, người còn lại là Cao Hồng Minh. Ở trên hàng công sẽ là bộ ba mang áo số 14 Quang Hiển, số 9 Khánh Duy và số 19 Quốc Cường. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay gồm trọng tài chính là ông Đặng Quốc Dũng, các trợ lý là ông Nguyễn Quốc Bình và ông Trương Công Anh, trọng tài thứ tư là ông Nguyễn Kim Việt Bảo. Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của đội khách Long An trong trận đấu này. Ở hàng thủ gồm thủ thành áo số 1 Nhật Hà, số 81 Duy Thắng, số 15 Nhật Minh, số 39 Anh Thi, số 6 Văn Quý. Hàng tiền vệ gồm số 14 Văn Thành, số 24 Tài Lộc mang bao đội trưởng, số 52 Trọng Phú, số 17 Hoàng Anh. Và trên hàng công sẽ là bộ đôi mang áo số 20 Dương Anh Tú và số 77 Lê Thanh Phong. Và đúng lúc này thì trọng tài Đặng Quốc Dũng đã nổi còi bắt đầu 45 phút thi đấu đầu tiên trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Long An, trận đấu trong khuôn khổ vòng 11 của giải nhất quốc gia bia sao vàng 2023. Vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra về phía khung thành của cả hai đội. Khá tốt, dứt được, không được. Đây là cơ hội. Vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên. Ngay lập tức là một tình huống được dàn xếp nhanh từ phần sân nhà. Trên màn ảnh của chúng ta là huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương. Sẽ cần phải có những sự quyết liệt hơn tới từ hàng phòng ngự của Bà Rịa Vũng Tàu trong việc ngăn cản những tình huống cố định. Suýt chút nữa đã có bàn thắng. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Anh Tuấn, lưới của đội chủ nhà đã có thể rung lên. Long An đang là đội bóng có phong độ tốt hơn so với Bà Rịa Vũng Tàu trong khoảng thời gian gần đây. Trong cả 10 vòng đấu trước, một đường chuyền nguy hiểm, dứt điểm, vào. Đó là một sai lầm quá tai hại. Và Lê Thanh Phong đã trừng phạt sai lầm của hàng thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Tỷ số là 1-0 dành cho đội khách Long An. Người đã thực hiện đường truyền về đó là Lê Vương Minh Nhất. Minh Nhất chính là cái tên được bổ sung từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Quả đá phạt góc được thực hiện bởi Hoàng Anh. Hoàng Anh khá nguy hiểm, diệp. Tỷ số là 2-0 dành cho đội khách Long An. Lại một pha bóng mà hàng thủ của Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục cho thấy những sơ hở. Bàn thua đầu tiên tới từ sai lầm cá nhân, và bàn thua thứ hai này là một sai lầm của hệ thống. Cao Hoàng Minh. Quang Hiển không vào. Rồi. Vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là cú sút thứ 3. Tiếp tục không chiến thắng được Trần Nhật Hà. 3 tình huống cản phá liên tiếp của thủ thành mang áo số 1 bên phía đội khách Long An. Nỗ lực dứt điểm đầu tiên là của Quang Hiển, sau đó là pha băng vào của Khánh Duy. Tới cú dứt điểm thứ 3, Thanh Khôi cũng không thể chiến thắng được thủ thành số 1 của Long An. Cao Hoàng Minh đánh đầu, không được. Khá
và băng lên thực hiện tình huống cố định sở trường của Lý Đức. Lý Đức là một trong những cầu thủ có chiều cao tốt nhất trong đội hình của Bà Rịa Vũng Tàu. Và Lý Đức cao 1m83. Sẽ cần phải là những sự dứt khoát hơn trong những đường truyền ở phần sân nhà. Và tranh chấp thành công của Nhật Minh. Đây là một trận đấu mà Nhật Minh vẫn đang chơi nổi bật. Chống chạy. Dứt điểm. 3-0. 3-0 dành cho đội khách Long An. Với một khoảng trống rộng mở như vậy thì Ngô Hoàng Anh không thể bỏ lỡ thời cơ để có bàn thắng cho mình. Bàn thắng thứ 3 của Ngô Hoàng Anh tại giải nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023. Chúng ta đã nói về việc Bà Rịa Vũng Tàu đã sụp đổ quá sớm và bàn thắng thứ 3 đã tới. Quốc Cường khá nguy hiểm, không vào. Quá đáng tiếc với pha bỏ lỡ của Chu Vinh. Và một khoảng cách gần như vậy, tuy nhiên Nhật Hà vẫn xuất sắc cản phá. Chu Vinh cuối cùng thì bàn thắng rút ngắn tỷ số đã đến. Và đó là bàn thắng đầu tiên của Lê Chu Vinh cho câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu trong trận đấu gặp Đông Á Thanh Hóa tại giải tại cúp quốc gia. Thì Lê Chu Vinh khi được tung vào sân cũng đã có màn thể hiện tích cực. Cầu thủ này cũng thường xuyên được huấn luyện viên Nguyễn Minh Cường dặn dò riêng. Quốc Cường khá nguy hiểm. Pha bóng đầy ý đồ tới từ Nguyễn Thái Quốc Cường. Những hàng phòng ngự của Long An đã cảnh giác. Dứt điểm không vào. Người đã chạm bóng đó là Quang Huy. Cơ hội phản công dành cho đội khách Long An. Quân số đang là đông hơn. Ngô Hoàng Anh. Cú đá của Hoàng Anh không vào. Lực đi của trái bóng là tốt, tuy nhiên quỹ đạo chưa đủ hiểm để đánh bại được Nguyễn Anh Tuấn. Quốc Lộc. Với pha xử lý của Nguyễn Quốc Lộc, bóng đi qua một dừng chân. Đó là dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu. Một pha bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm cả, nhưng lưới của Nguyễn Anh Tuấn vẫn phải rung lên. Vẫn là cú đá của Quốc Cường. Mất tới 2 nhịp thì Trần Nhật Hà mới có thể ôm gọn trái bóng trong tay. Sân trơn bóng ướt và nó đã làm ảnh hưởng tới tình huống cản phá đầu tiên của Nhật Hà. Khá tốt. Dứt điểm. Như vậy là bàn thắng đã được công nhận. Đó là cú đúp của Lê Trung Vinh. Một tình huống cố định và Trung Vinh hoàn toàn không rơi vào vị trí việt vị theo quyết định của các trọng tài. Và như vậy là trọng tài đã đổi còi kết thúc 90 phút trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Long An. Cơn mưa nặng hạt trên sân động Bà Rịa. Và chúng ta được chứng kiến một cơn mưa bàn thắng với 6 bàn được ghi. Câu lạc bộ Long An giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Lần nữa xin chúc mừng huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức và các học trò. Và tới đây thì buổi bình luận trận đấu của chúng tôi xin được khép lại. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.